Dạ con đi cai nghiện sắp về rồi. Hít. 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 Dạ con sắp về rồi mẹ. Hít. Hít. Dạ con dạ con đi cai nghiện sắp về rồi. Ừ, con nói rồi, con về bây giờ mà có gì đâu. Ừ. Xin lỗi, cho anh ngồi đây xíu được không? Ừ, con sắp về đây bây giờ rồi. Alo. 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 Chết rồi. Điện thoại hết tiền rồi. Xin lỗi. Ngại quá, ý là anh đi ra ngoài anh cũng muốn mượn điện thoại con gái gọi đâu. Nhưng mà ý là anh gọi cho mẹ của anh cuộc gọi để anh mới vừa mới về á. Mà điện thoại nó hết tiền mất, em cho anh nhờ gọi cuộc được không? Dạ rồi anh gọi. Ừ, em mở cái mật khẩu đó cho anh cả. Dạ rồi. Rồi. Là gọi là được luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Nó vẫn còn tiền đúng không? Dạ còn. Anh cứ gọi đi. Ừ, ok. Anh sợ tụi em là sinh viên xin đồ đôi khi gọi nó ảnh hưởng. Em mới ứng xong anh cứ gọi em không sao đâu. Được. Anh gọi nha. Dạ ok anh gọi. Mẹ à. Ý. 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 Hít. Anh khóc với mẹ anh thôi, khóc nhè thôi bình thường. Hít. 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 Dạ. Con sắp về rồi mẹ. Hít. Hít. Dạ. Con đi cai nghiện sắp về rồi. Đây là Dạ, ý là con gọi điện thoại, con gọi về cho mẹ trước để tí con về. Ý là con mới hoàn thành xong khóa tốt nghiệp cai nghiện 3 tháng. Con được giải xuất sắc luôn á mẹ. Dạ, con được giải xuất sắc là cai nghiện là... Dạ, có gì? Dạ, có gì? Tí con về con ăn cơm, có gì đâu mà. Dạ. Dạ, tí là con đi tiêm thêm cái nữa con về luôn. Rồi, con cảm ơn nha. Rồi, con tí con về nha. Anh cảm ơn nha. Hả? Anh mới đi cai nghiện về. Đúng rồi. Ủa sao vậy? Dạ không, em hỏi vậy thôi. Ý là xin lỗi anh. Em bị sợ hả? Không anh xin lỗi em. Ý là anh không có ý đâu, ý là anh không có làm hại gì em hết á. Dạ, em hỏi vậy thôi. Ý nhìn vậy thôi nghiền nhưng mà đang hoang lắm. Em nhìn anh thì cũng ok. Uy tín đúng không? Cũng ok, có tội. Thôi. Dạ ok. Hơi gầy đúng không? Dạ đúng rồi. Nhìn giống nghiền hả? Cũng sương sương. Trời. Thôi. Anh nói vậy thôi chứ anh tụi em con gái anh cứ sờ tụi em sờ này kia anh đùa cho vui chứ. Đấy là anh là cán bộ trại cai nghiện. Có nghĩa là anh chuyên là quản lý các cái người mà đi vào cai nghiện đó. Thì là anh là cán bộ chứ không phải là ý là này anh nói bị thiếu thôi, anh nói là anh đi cai nghiện về, ý là anh dạ ok không sao anh, em hiểu anh là người cán bộ đúng không? Dạ em hiểu. Có nghĩa là anh ai mà nghiện ngập là anh cứ đưa vào đó anh cai. Dạ. Anh có, tại vì anh có lính mà, có dưới là có mấy cấp quân hàm đồ á. Dạ. Anh đưa vào chứ không phải là anh bị nghiện đó như này em sao này. Dạ, ok em nhìn thấy anh cũng giống cán bộ. Ừ, trời ơi, nhìn vào đeo kính đồ là em biết là thấy ngầu rồi đúng không? Dạ đúng rồi, ngầu cán bộ. Thôi rồi, anh không bị gì đâu nha, nhìn là uy tín đàng hoàng nha. Dạ, nhưng dạ, mà dạ. Em ra đây làm gì đây? Em ngồi chơi em đợi bạn thôi. Ở đợi bạn hả? Dạ. Anh thì anh ra đây anh gọi là mới đi đưa cái bọn cai nghiện. Không, không phải đi cai nghiện. Đi đưa mấy cái người bị cần cai nghiện đi vô trạm cai nghiện. Rồi xong công việc rồi anh về. Chứ không phải là anh bị nghiện đó, nhìn anh cứng cáp về sao bị nghiện được đúng không? Dạ, nãy giờ anh tìm. Dạ ok. Hay gì anh nhìn nãy giờ anh nghe em nghiện cái là em thấy mặt họ ui, giống kiểu là đang. Này em sợ thiệt hả? Trời sợ chứ anh, trời ơi đang đứng giữa công viên đâu có ai đâu. Thì biết rồi nhưng mà anh cứ cầm cái tim anh, em chích vào em đâu. Đúng không? Ok. Thôi vui thôi em ạ. Dạ. Em đang ngồi đấy chứ hả?
Dạ đúng rồi. Này anh làm em giật mình, anh có lỗi quá. Ý là này anh làm em giật mình, em có lỗi, anh thấy anh có lỗi. Dạ. Mà anh đang cầm đàn ra đây chơi nữa hay là giờ đi, em đang ngồi đây chơi. Anh đàn tại em vào cho vui được không? Ok, anh biết đánh đàn hả? Anh mới tập thôi. Em cũng thích mấy bạn đánh đàn như vậy lắm. Ồ vậy hả? Đúng rồi. Vậy thì coi như mình nghe đàn cho vui cũng được. Ok ok. Coi như anh tặng em thôi. Ok. Coi như là không, cái này không phải là tặng em mà cái này là anh xin lỗi em mới đúng. Đúng không? Đúng không? Ok ok. Có thành ý là được rồi. À ok ok. Vậy có gì hát xong em nhớ bỏ qua cho anh nhé. Bắt tay uy tín nha. Ok, bắt tay ok. Ok ok. Ủa anh học cái này lâu chưa? Anh mới tập ra, bây giờ anh hát tặng em bài này. Ôi, chắc tao sẽ... Trời, em nói cái là anh mừng á. Nhưng mà không phải đâu em ạ. Em có thích ca sĩ gì không? Em thích Trung Quân Idol. Trung Quân hả? Là có bài ví dụ như là bài Trung Quân đúng không? À, chưa bao giờ nè. Rồi chưa bao giờ với là cái gì mà cái bài gì về mưa. Chiều nay không có mưa bay. Biết bài này không? Dạ biết. Hay là anh hát bài này nha. Ok. Trời nghe bình thường nghe Trung Quân hát toàn trên TV, hôm nay chắc ngoài đời hát. Không, anh đâu phải Trung Quân đâu. Thì anh Trung Quân. Rồi anh hát tặng em bài gọi là bài Chiều nay không có mưa bay. Dạ ok. Anh thấy trời cũng nắng quá cho nên là hát bài cho mát. Ok. Đúng không? Ý là không, mùa này gần Tết cho nên trời nó cũng hơi mát mát thôi mà. Ok, nghe cho vui nha. A few moments later. Nắng vàng ngọc phố, hoa miên dài trong mắt, và thu nhẹ trôi rất êm. Chiều nay không có mưa bay và em ngủ quên đã lâu rồi, ngủ quên trên phố một mình. Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng, còn em là những nhớ mong của đời anh. Chiều nay không có mưa bay, chỉ có những con đường dài cùng em ngồi hát vu vơ. Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai. Chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa. Dường như góc phố cũng biết buồn, hao bay khắp con đường. Chiều nay không có mưa rơi, anh lặng im. Rồi phiêu lên hát để gió cuốn em đi mãi xa rồi. Lặng mây phiêu lãng như cuối trời tìm em. Phải làm sao để có nụ cười một chiều mưa bay năm nào. Chiều nay không có mưa bay, chiều nay không có những mộng mơ. Hay quá. Sao nghe được không? Đó là ý là em bị thần tượng ca sĩ Trung Quân hay sao? Đúng rồi, kiểu cái chất giọng ấm ấm kiểu vậy. Mà em thấy giọng anh cũng ấm. Anh có tính thi Việt Nam Idol không? Trời ơi, bây giờ từ cái lúc em vừa nói xong cái anh mới có ý định là anh mới có ý định là thi này. Nhưng mà thi cái đó nó dễ không ta? Em thấy anh ok á. Anh thi là em sẽ vote cho anh. Nhưng mà em phải đi theo cổ vũ anh nữa mới được. Đúng rồi. Em sẽ là fan đầu tiên của anh luôn. Rồi nó có một fan, rồi nó có hai fan, nó có ba fan, từ từ nó mới lên đúng không? Đúng. Rồi mình nổi tiếng giống Sơn Thùng. Không, nó chơi vậy thôi chứ mình làm sao mà mong nổi tiếng giống người ta được đúng không? Nhưng mà ý là mình cũng mong được như vậy chứ đúng không? Đúng. Nhưng mà anh cứ ấy thì em tình nguyện làm admin fan của anh luôn. Ok, em gọi là phải đứng fanpage cho anh luôn. Đúng rồi. Quản lý ví dụ như ai muốn vào nhóm group của đồ, ví dụ như mấy đứa học sinh này muốn vào group là phải thông qua, phải được duyệt đàng hoàng. Nhưng mà phải fan phải chất lượng nha. Chứ không phải fan là tầm bậy bạ, mấy đứa fan mà kiểu tào lao ăn nói ốc chó là phải đập ra ngoài liền. Thì có nghĩa là fan có nghĩa là fan đàng hoàng thì mình ok, còn mấy fan mà vào nói chuyện tầm bậy tầm bạ với nói chuyện cái ốc chó là em cầm cái gậy em cho nó một cây ra ngoài liền cho anh. Đó. Ok anh. Cảm ơn em, may mắn quá anh tính mới vô Sài Gòn, anh tính lập nghiệp bằng con nghề ca hát. Mà gặp em cái xong anh tính là rẽ qua làm ca sĩ luôn anh ạ. Mà em có hay mà. Cảm ơn nhé. Nhưng mà em ra đây làm gì đấy? Em ngồi đây đợi bạn. À đợi bạn hả? Dạ. Anh thì hay kiểu ra công viên tập đàn này để dạ, để chuẩn bị cho mấy cuộc thi đó mà. Anh tính thi gì? Anh tính thi The Voice Kids. Ủa? Của bé mà. Thì anh nhìn vậy thôi, nhưng mới 13 tuổi à. Mày đừng có mồm điêu đi.
nhìn xác nó bị vậy, anh ý là anh bị hồi xưa anh bị cái hormone nó tăng trưởng nó cao á, xong nó giờ nó quá đấy mà 13 tuổi thôi. Không tin, không tin hả? Thôi đùa đùa chơi. Nói về chứ về thi chương trình lớn nào hoa chứ ai tưởng gì lớn đi thi chương trình The Voice Kids làm gì? Anh tính thi chương trình gì? Anh đi chương trình giọng hát Việt. Ý là mình em thấy chất giọng của anh này sao này sao? Em thấy chất giọng của anh này sao? Thế. Đó thì chỉ cần em khen hay là được rồi. Mà mình ủa sao anh nghe giọng em sao đâu? Nó giống ở người trong Sài Gòn ta? Giọng em đâu phải giọng người thầy Sài Gòn đâu. Ờ đúng rồi. Thế là em là ở đâu, em ở đâu? Em ở Thanh Hóa. Ủa Thanh Hóa hả? Đúng rồi, hèn gì này chưa anh nghe cái là anh thấy nhìn giống kiểu là idol đâu. Trời ơi ghê quá. Trời ơi, em mà idol là em nổi tiếng mà anh. Em đâu có ngồi công viên như thế này đâu. Thì biết rồi, anh thấy kiểu là anh thấy kiểu phong cách ăn mặc kiểu nhìn nó kiểu nó phong cách đó. Rồi xong người nhìn cao ráo nữa đúng không? Kiểu phong cách chắc phong cách chị Châu á. Không. Nghĩ sao vậy? Đây là phong cách của người gọi là nữ gọi là thường mà những người mà có cách ăn mặc dày giống em á là thường người ta hay kiểu dịu dàng này, kiểu cá tính này. Anh nhìn có giống dịu dàng không? Trời ơi, nhìn là biết dịu dàng rồi chứ gì nữa. Ôi nhìn vậy không phải vậy. Ý là sao mình thích kiểu mạnh mẽ hay sao? Em cũng chẳng biết đâu, chắc là em đa nhân cách quá. À. Nhưng mà em là người Thanh Hóa đúng không? Xong mình vô Sài Gòn mình bây hiện tại mình vô đây là mình đi học hay là mình đi làm? Dạ em đi học, em mới ra trường rồi. À ra trường hả? Mình là sinh viên à, sinh viên ra trường. Đúng rồi. À là bây giờ là mình cũng sắp đi làm đi đồ rồi. Đúng rồi. Ừ rồi mai mốt có gì ở ra trường rồi xong mình chưa lấy chồng ta. Trời em đâu ai lấy đâu anh. Xong rồi. Nên là mới đi dạo như vậy nè, đi kiếm à mình cứ là mình đi là cố gắng đặt khi ai tới Tết nè. À là có khi là tình dương nó tới đúng không? Đúng rồi. Mà nó tới trước Tết đi chừng về quê càng tốt đúng không? Đúng rồi. Trời ơi. Em cũng muốn vậy á. Ờ cái đó là ai cũng muốn rồi. Nhưng mà năm nay em có về quê ăn Tết không? Có. Có, ý là em sắp về chưa? Em sắp về rồi. Anh nghĩ là chắc là Tết là cái ngày gọi là ngày đoàn viên ai cũng phải nên về thăm ba mẹ đúng không? Trước anh cũng có hay quen mấy người bạn ở Thanh Hóa lắm, em biết ở đâu ở Thanh Hóa. Anh có mấy quen ở bà Nung Cúng, Nung Đồ. Ừ, em ở Nung Cúng nè. À, Nung Cúng, trời Nung Cúng là nổi tiếng quá rồi. À, bạn anh cùng mấy người ở Nung Cúng đó. Em thích lấy người có vợ không? Không. Ừ, thế đó, chắc là nói ơi, vậy. Ơi, Tết đến nơi rồi, em còn an toàn tới Tết anh. Ừ, đó, an toàn tới Tết là được rồi. Nhưng mà, ý là mình vô đây lâu chưa, ý là mình vô sống Sài Gòn lâu chưa? Dạ, chắc cũng... 5, 6 năm, 6, 7 năm gì đó. 5, 6 năm. Mà tại sao ví dụ anh thấy Thanh Hóa là nó gần Hà Nội hơn là anh thấy ví dụ như là tại sao mình không chọn là cái cách mà mình đi ra Hà Nội cho nó gần hơn mà mình... Dòng đời đưa đẩy anh ạ. Mình có thể tâm sự một xíu được không? Tâm sự một xíu là tại sao mình cũng bị dòng đời đưa đẩy qua đây đúng không? Em không biết. Nhưng mà thích đi xa. Mẹ em hay bảo là trời ơi, ở gần quá mất công về nhiều khi tốn... tốn cơm tốn gạo. Đúng rồi, tốn cơm tốn gạo quá. Ví dụ xa năm về lần thôi, tốn lần thôi. Ừ trời ơi. Chứ còn đi Hà Nội về năm tốn mấy lần lận. Đúng thôi, rồi. Mẹ em đẩy vào Sài Gòn. Ấy là Hà Nội gần là người ta sẽ đi vô đi ra thường xuyên đúng không? Đúng rồi. Xong kiểu là tự nhiên mẹ trong gia đình lại có thêm gọi là có thêm gọi là xuất hiện thêm mấy báo thù là suốt ngày cứ. Tất nhiên bình thường là khi còn nhỏ là chắc chắn là người ta là ba mẹ mình sẽ nuôi chăm nom mình rồi, nhưng mà khi lớn đủ cánh rồi mình phải từ đồng đi kiếm ăn chứ. Chứ còn về nhà mà báo nữa thì thua rồi. Về báo cha báo mẹ. Là mình là hiện tại bây giờ mình vô Sài Gòn là mình sống ở quận mấy ở đây? Em ở Tân Phú. Tân Phú à? Tân Phú là gần chỗ anh ở bên Gò Vấp. À Gò Vấp ạ. Thế là lúc trước em cũng ở Gò Vấp. À em ở Gò Vấp luôn. Là mình hồi trước mình học sinh viên trường bên đó luôn hay sao? Không, lúc trước em học sư phạm kỹ thuật ở quận Thủ Đức này, ngay ngã tư Thủ Đức luôn. À sư phạm kỹ thuật là dưới đây mà. Hồi trước anh còn về trường sư phạm kỹ thuật chơi hoài. Ủa hồi trước anh học trường đó hả? Chứ sao? Hồi xưa anh học trường đó anh ra trường 4 năm rồi. Cái trường sư phạm kỹ thuật có phải là đường Võ Văn Ngân mà đúng rồi. Cái trường mà một trong những cái trường mình là một trong những cái trường mà gọi là có cái công viên rộng nhất gọi là đại học hệ thống đại học của Không biết luôn á. Tới đây em học đó mà em không biết cái đó luôn. Rồi. Trường sư phạm kỹ thuật là một trong những cái trường mà có khuôn viên rộng gần như là nhất cái các trường đại học của Sài Gòn á.
Tại vì em thấy nó cũng rộng quá, nhưng mà em cũng không để ý là nó rộng nhất hay rộng như nào. Không, rộng nhất. Tại vì bình thường em thấy mấy cái trường đại học khác là người ta cũng chỉ là có một cái phần nào đó chứ không thể nào mà có công viên mà rộng đến như trường mình là đi tới đi lui mà mỏi chân luôn. Em đi ra căng tin, hay là đi ra phần trước cùng không là là thấy đó. Mà hồi xưa em học trường gì, em học trường gì đấy? Em học là em học Sở Hội Thuật, nhưng mà ý là em học ở khu trung tâm ấy. Ừ, tòa nhà trung tâm ấy. Em biết rồi, mấy ngành cái ngành gì à? Em học về bên thời trang. Trời ơi, anh học bên cơ khí. Bốc phét ít thôi. Cơ khí là đằng sau đó, cơ khí là đằng sau. Em thấy mấy cái chỗ mà nó khu phía sau đúng không? Đúng rồi. Cái khu mà nó có mấy cái máy móc mà tụi anh hay thực hành đó đó. Ngồi lần mà ví dụ như con gái xinh đi ngang qua là bắt đầu là chọc cho nó vui đó. Tại vì lớp anh hầu như bên cơ khí là toàn là đực không mà. Thì chỉ có tụi em là lớp bên thiết kế thời trang là hầu như toàn là nữ. Đó, mà trường cái chỗ khu thiết kế thời trang của em là cái khu trung tâm ở giữa, nó có cái mấy cái hành lang đó. Ý là em học ở tòa nhà trung tâm. Ừ. Đúng rồi. Có cái khu xưởng thì nó ở phía sau thôi. Nhưng mà rồi, nó vẫn cái mặt phía trước hơn so với khoa của anh. À rồi rồi, ý là nó học đằng sau. Đúng rồi. Tức là tụi anh con trai nó vậy quá thì trường lúc nào nó phải cơ khí phải đẩy lui sau đó. Cứ cơ khí với chế tạo rồi nó cứ đưa lui đó, chứ không là để ở trước để dành cho mấy ngành ví dụ thiết kế thời trang hay là các cái đồ may mặc đồ tầm bậy bạ đó. Là đó. À, tự nhiên anh em mình là tự nhiên đi xa cách bao nhiêu năm bây giờ lại ở lại gặp nhau ở đây mới đâu chứ. Anh ra trường 4-5 năm rồi đó. Anh ra trường lâu chưa? Em ra được 2 năm rồi. Ủa, anh ra trường 5 năm rồi, 5 năm rưỡi rồi đó. Trời ơi. Ừ, như vậy là thôi mà không sao em ạ. Cái vấn đề ra trường thì anh em chúng ta phải là chứng minh cho người ta thấy là anh em chúng ta là những người thành công. Đúng rồi. Ừ, đúng. Kể cả mình không thành công, mình cũng phải đi ra cũng phải nổ xíu. Đi ra là bắt tay cái là tôi là chủ tịch. Đó, em cũng là, gọi là em cũng... nghèo mà kết. Ờ, cái cảm lạnh. À, em cũng phải là chủ tịch nữa nhá. Ok. À, hay là giờ đi. À, này giờ đang ngồi chơi. Đang mày mê nói chuyện có mà tại vì em nói chuyện mà anh cảnh giác anh bị cuốn quá, có nghĩa là cái cách nói chuyện của em làm anh bị cuốn hiểu không? Sao bây giờ giờ đi? Hay là em đang ngồi đi chơi. Hai anh em mình em có thích hát không? Em biết hát. Hả? Em không biết hát. À, em không biết hát nhưng mà vẫn nghe hát nghe nhạc được đúng không? Đúng. Ok, anh đang tặng em bài vô lưu vô vui cũng được. Ok. Em thích ca sĩ gì nữa em nói đi, em nói ca sĩ gì anh tặng anh. Em hả? Ừ. Suy nghĩ ra. Em thích A few moments later. À em biết thích cái Mono không? Biết em. Waiting for you. Đúng rồi, waiting for okay, you. Hai cho em, hai okay. Anh em mình hát cho vui. À thôi. À em cũng fan mà đúng không? Em nói là em sau này em là fan của anh mà. Đúng. Ok em ok. Hát thì em sẽ cổ vũ nhiệt tình cho anh. Ok, mai mốt em cũng phải cổ vũ cho anh nha. Ok. 3 hours later. Chiều nắng dần buông hạt mưa rơi xuống không gian lắng nghe. Suy tư vẫn vương ngồi mộng mơ. Đơn phương nhớ đến một nàng thơ. Gió đông hồ về mang những nghe chê. Ngỡ là trái tim khô cạn e ố sẽ thôi buồn đau. Thật cay đắng khi biết là chỉ là một người đến sau. Biết em đã có người ở gần bên, nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ em. Mưa giông bão tố chẳng quan tâm đến ngày đêm. Cái si tình này cho nó phía sau thầm nhớ mong em bay về. Vì say mê ánh mắt yêu luôn cả bờ môi. Muốn nói với cả thế giới chỉ thương em mà thôi. Đắm đuối u cháy lên ngọn lửa tình. Bùng lên mạnh mà về thiếu đất về đi rất khoái phiêu. My girl I'm waiting for you. Có đoàn rap này mà chưa có anh hình như anh mất sức anh rap nổi đấy mà. Ờ đúng đó nó có thêm đoàn rap này nhưng mà nghe con là mình nghe cho vui là được đấy mà. Ok. Hay anh ạ. Hay hả? Mua Mono đúng không? Ờ. Okay. Bình thường là em có đi xem nghe nhạc rap chứ phim hay là gì đó cái nhạc rap đồ được phải không? Cái là đi coi phim thôi. À có coi phim hả? Em thích chứ coi phim gì? Mới đây mới coi cái gì
Kẻ Anh Hồn nè, mới coi về. À là phim ma hả? Đúng rồi, kinh dị nè. Em thích hôm trước mới đi xem Đất Rừng Phương Nam nè. Ờ là em có nghĩa là em là thích kiểu xem phim kiểu kinh dị rồi đúng không? Ừ, nhưng mà dạo này em thích phim kiểu phim của Việt Nam ấy. À. Trời ok, cái này là mai mốt anh sẽ tài trợ cho em vé để đi xem miễn phí. Trời ơi, sắc. Anh cho em liên hệ gọi là thông tin chi tiết của anh. À, thông tin của anh thì tí nữa anh sẽ gửi thông tin cho em, nhưng mà rồi có gì anh sẽ gửi gọi là phiếu gọi là cứ đi vào công phim làm miễn phí. Đó. Vừa mình vừa sinh viên ra trường mình đi coi phim được miễn phí là ok rồi. Còn có bụng ngu ăn nữa. Trời ơi. Có cao uống nữa. Ở đâu vậy? Thì mua cho đâu? Không nghĩ cái anh mua cho em, anh mua cho em. Anh mua sẵn rồi, em cứ đặt sẵn rồi, em chỉ cần em tới thôi là có. Trời ơi, mới đồ ngon quá vậy. Ờ trời. Anh đi thi em biết anh đi thi chương trình này mà ok một cái mà trúng giải cái là anh nói, anh bao em. Trời anh ơi. Bao em xem phim cả đời luôn. Trời ơi. Có thích. Tự nhiên ngồi đây có cơ hội trên trời rơi xuống. Em có thích xem phim cả đời không? Có chứ anh. Đó, xem phim mà có ăn được ăn bùng ngu nữa. Có thích ăn không? Có chứ anh. À, không, bây giờ anh sẽ phỏng vấn em xíu. Em bình thường em có thích là kiểu ăn vặt, ăn đồ hay là kiểu quán xá ven đường nữa? Có, em trùm luôn. Ừ. Bao trùm. Món ăn yêu thích của mình nhất là gì? Bún bò. Bún bò. Trời, em có thể cả đời ăn bún bò. Ủa sao em có một cái đặc tính nó giống như anh vậy ta? Đúng anh hả? Có nghĩa là không, ý là anh phải thích ăn bún bò nhưng mà anh có một cái đặc tính là anh có thể ăn một món yêu thích. Ừ. Hoài luôn. Kiểu không anh ăn cơm gà là cơm gà Tam Kỳ em biết không? Biết. Ừ, anh ăn cơm gà Tam Kỳ cả đời cũng được. Trời ơi. Ừ, có nghĩa là anh không cần thay đổi ý, không biết sao ấy mà anh không bị ngán luôn. Đúng, em cũng vậy á. Ủa sao kỳ vậy ta? Không biết. Ý là từ cái lúc nào thì em phát hiện là mình như vậy? Em không biết nữa. Nhưng mà đi vào năm nhất đại học là ngày em có thể không ăn cơm nha. Ừ. Có nghĩa là ở nhà em, ví dụ cơm mẹ em nấu thì em ăn. Ừ. Nhưng mà cơm quán thì rất là hiếm khi em ăn cơm quán luôn. Ừ. Chung là hiếm, ít khi ăn cơm lắm. Nhưng mà ngày nào em cũng có thể ăn được bún bò. Sáng bún, trưa bún, tối cũng bún còn được luôn. Trời ơi, cái này là đặc biệt. Xích qua đây xíu cả nắng. Trời ơi, vậy là em là giống như anh ăn cơm gà cả tháng, cả năm được. Không biết sao tự nhiên mà kiểu là cái tính anh mình là anh hiểu rồi, anh đúc kết cái kinh nghiệm ra là bình thường là những người mà kiểu khó ăn á, có nghĩa là mình cũng ăn nhiều nhưng mà thì kiểu là mình hay kén chọn món ăn á, thường hay kiểu là khi mà mình ăn được cái món gì mà mình thấy ngon cái là mình cứ mình bị ăn hoài vậy đó. Nhưng mà là em giống anh là kiểu là rất là chung thủy, sau này cũng là đây là cũng một trong những cái đức tính gọi là của những con người chung thủy đấy mà. Đúng rồi đó. Ừ. Em cũng cảm nhận như thế. Đó thì sau này ví dụ mình có lấy chồng nữa đồ thì mình cũng có một chồng nữa được rồi. Ừ, đừng có lấy nhiều chồng quá là được. Vậy nên là bây giờ cũng ế trung thủy. Không, cái này từ từ mà mình cái gì nó cũng từ từ, nó sẽ có thời gian. Rồi mai mốt bây giờ mình có thể chưa có nhưng có thể biết đâu được chục 15 năm nữa mình có hay sao? Tới đó thì nhu cầu hôm trước em mới xem một cái người ta bảo là người ta có những cái người là họ 34 tuổi là họ ý là 34 hay là 40 mấy vậy đó thì chồng của họ lấy về kém họ 17 tuổi đó. Thì bây giờ em mới suy lại một cái là bây giờ đôi khi bây giờ mình đang như thế này đúng không? Đôi khi bây giờ chồng mình mới vừa đẻ hoặc là bây giờ đang học cấp 1 thì sao đúng không? Mình có thể chờ đợi được cái giây phút đó. Trời ơi. Anh nghe mà anh xúc động quá. Không hiểu sao mà em lại nghĩ ra được cái trường hợp này luôn á. Ví dụ con trai hơn con gái thì nói chuyện là chuyện bình thường. Nhưng mà con gái hơn con trai thì nó thường nó hơi bị nó hiếm hơn tí. Nhưng mà ví dụ một trường hợp hai trường hợp thì mình còn hiếm mình còn thấy ngại nhưng mà thôi tầm giờ liêm sĩ tầm gì nữa.